Ba người đàn ông mình luôn theo dõi trong chứng khoán. Một, A7. A7 là một cao thủ cũng như là những kinh nghiệm, những kiến thức và những tư duy của ông, những bài viết của ông đã được góp nhặt trong ba cuốn sách này, và mình xem rằng á là ba cuốn sách này giống như là một cái kinh thánh để đầu tư, giống như là một cái tầm nhìn để đầu tư cho 5 năm, 10 năm tới. Và người này là người đầu tiên mình hay xem. Người thứ hai mình hay xem đó chính là anh Quang Dũng FPT. Người này được coi là Benjamin Graham của chính bản thân mình, và nếu may mắn á, video ngày hôm nay á, mà có được anh Quang Dũng coi á, thì qua đây cho em xin cảm ơn anh rất rất là nhiều. Mặc dù là chưa học anh khóa nào, nhưng những video livestream, những video mà anh đăng trên kênh của anh, em đều rất là thích và em đều nghiền ngẫm, và nó mang lại rất rất là nhiều kiến thức. Và anh đã giới thiệu cho em một cái quyển sách mà em cũng coi như là một cái kinh thánh đầu tư cho riêng em, đó chính là Trên Đỉnh Forward của Peter Lynch. Và người cuối cùng mình hay xem trong thời điểm hiện tại đó chính là Doãn Đức. Mình coi anh này như là Mark Manavini, và một cái cuốn sách mà anh giới thiệu cho mình cũng rất là thích, và mình cũng coi như là kinh thánh đầu tư của mình để mình có thể xác định cái xu hướng giá cổ phiếu cũng như là những cái điểm mà mình nên mua hoặc là mình nên bán cổ phiếu. Và cái cuốn sách mà mình rất là thích đó chính là cuốn sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán của Mark Manavini. Và từ ba người này mình luôn theo dõi, nó dần dần hình thành được cái tính cách, cái phương pháp đầu tư của mình cũng như là cách mình lựa chọn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và trong room của mình, mặc dù là mình khẳng định rằng là mình sẽ không kiếm được những cái cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất, những cái cổ phiếu mà giúp anh em kiếm lợi nhuận nhiều nhất, nhưng mình chắc chắn rằng trong room của mình sẽ khiến cho anh em có một cái phương pháp đầu tư mà mỗi buổi tối anh em ngủ ngon nhất có thể và anh em bình an nhất có thể. Đó là mong muốn của mình, và mình hy vọng rằng mình sẽ giúp ích được những người anh em của mình ha. Cảm ơn tất cả anh em. Nếu mà anh em thấy video của mình hay thì mong rằng anh em hãy thả cho mình một cái trái tim. Mình chia sẻ với anh em là miễn phí, và mình hy vọng rằng anh em like lại cho mình miễn phí. Chúng ta không ai nợ gì nhau. Đừng quên là follow kênh này của mình để nhận được những video cực kỳ hấp dẫn sắp tới. Cảm ơn anh em.